The Boy mùa thứ tư đã chính thức quay trở lại và sẽ là con đường dẫn tới cái kết hoành tráng và ấn tượng nhất cho toàn bộ loạt phim là niềm tự hào của Amazon này. Khi Kripke tuyên bố rằng mùa thứ năm sẽ là mùa cuối cùng của The Boy, vậy thì tập đầu tiên của The Boy mùa thứ bốn này có những chi tiết nào thú vị? Hãy cùng mình phân tích tập đầu tiên trong video nhé! Mở đầu cho tập phim là một đêm bầu cử cho Single Newman. Robert Single là một nhân vật từ những mùa trước, ông ta từng là bộ trưởng của Bộ Quốc phòng. Ban đầu thì sẽ có một người khác giúp ông ta ở những điểm tranh cử, nhưng nữ nghệ sĩ Newman đã xử lý người đó để cho cô có thể được chọn là phó tổng thống mới cho ông ta. Và cuộc tranh cử này có vẻ như sắp thành công khi họ sẽ có được tấm vé của Đảng Dân Chủ và có thêm tấm phiếu thắng của Colorado và Nevada, những bang quan trọng để Đảng Dân Chủ giành chiến thắng. Tại đây chúng ta có thể thấy những tấm áp phích của Homelander với thông điệp cứu nước Mỹ, tính ý thì các bạn sẽ nhận ra họ đang ám chỉ tới Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng có một ủy ban hành động chính trị có tên là Cứu nước Mỹ và dùng ủy ban này để gây quỹ. Khi này thì nhóm của The Boy đang ở bên ngoài tòa nhà tranh cử với nhiệm vụ ám sát Newman. Chiếc xe của họ được giả danh thành xe phục vụ Mr. Marathon, đây là chiếc xe speeder ban đầu của Adrian. Huey đã hack được vào camera của tòa nhà như cái cách mà anh ta vẫn hay làm để chứng tỏ mình là một thành viên xứng đáng của đội sau lần rời đi khá ngắn ngủi của anh ấy ở mùa trước. Trong khi đó thì Butcher đang nôn mửa ở một góc. Đó có thể là do anh ta đã say hoặc là tiếp tục nhìn thấy nhiều thứ đau buồn từ ảo giác của mình. Butcher khi đó còn đang nói chuyện một mình, đó là triệu chứng ảo giác, kết quả của căn bệnh ung thư não do hợp chất vi gây ra ở mùa trước. Còn với Homelander, khi này thì đang nhìn chằm chằm vào tường như thể sắp bắn ra tia laser để đi xuyên qua tường như mọi khi, nhưng ở góc quay rộng hơn thì nó lại chỉ là cảm xúc khi đang đi vệ sinh mà thôi. Homelander đang khá buồn bực với một cọng tóc bạc trên tay, nó cho thấy anh ta đang già đi như bao người. Mặc dù mang trong mình các siêu năng lực, nhưng nó sẽ làm cho Homelander cảm thấy bất an về quyền lực của mình. Thực tế thì Homelander đang tới dự bước tượng đêm bầu cử của Newman. Mặc dù quan điểm chính trị của Homelander là rất khác, nhưng Homelander đang cố bám vào quyền lực và tin rằng mình có thể kiểm soát tốt Newman. Còn Butcher khi nhìn thấy Ryan thì đã muốn Ryan hãy đi theo mình trở về. Homelander đã bước tới và chế nhạo điều đó rồi đưa Ryan đi. Trong khi đó thì nhóm của Fenty đã đột nhập được vào phòng của Newman để thực hiện vụ ám sát bằng axit. Bên trong đó có một tủ quần áo với nhiều bộ vest đủ các loại màu. Đó cũng chính là những bộ vest theo phong cách mà các nữ chính trị gia hay sử dụng để có thể xuất hiện trước công chúng. Khi này, con gái của Newman đã đột ngột xuất hiện và tấn công nhóm bằng năng lực đặc biệt của mình. Đó là hợp chất vi mà Newman đã có được từ Homelander khi giúp ông ta hạ gục Stan Edgar. Giờ đây, con gái của Newman đã mang năng lực giống với lại con quái vật Lovecraft. Những xúc tu đó từ miệng đủ mạnh để bẻ gãy cánh tay của Kimiko. Nhưng may là cô cũng có năng lực giống với lại Deadpool nên sẽ mọc được lại cánh tay khác. Thậm chí chúng ta còn được thấy cánh tay nhỏ bé của cô mọc trở lại tức thì, y như cách mà Deadpool tái sinh những bộ phận trên cơ thể trong MCU. Newman cũng đã biết được cuộc đột nhập này và đã xuất hiện trước mặt Huey. Cả hai đã có một ít thời gian hồi tưởng lại tình bạn từng tốt đẹp của họ, điều mà chúng ta ít được thấy, có thể nó đã diễn ra giữa mùa thứ hai và mùa thứ ba. Huey đã chê trách việc Newman biến con gái trở thành quái vật, trong khi Newman cũng đã đề cập tới khả năng dịch chuyển tức thời không kèm theo phụ kiện của Huey. Newman cũng đã đề cập tới War Game, đây là một bộ phim kinh dị vào năm 1983 khi nó nói về chiến tranh hạt nhân đã được kìm hãm bằng cách tạo ra trò chơi XOR, biểu tượng cho sự hủy diệt đã được đảm bảo lẫn cho nhau, tức là tôi tấn công bạn cũng sẽ thành tôi tự tấn công mình. Tuy nhiên thì chắc Huey không có xem bộ phim này nên đã hất thẳng chai acid vào mặt Newman. Butcher cũng tới cho thêm một viên cộng đồng vào đầu cô thì cô ta mới chịu rời đi. Tại văn phòng CIA, chúng ta sẽ được thấy một tấm bảng lưu niệm dành cho Susan, người liên lạc với CIA ở mùa thứ nhất và bị Newman cho nổ tung đầu ở mùa thứ hai. Single đã lo sợ rằng việc Newman vẫn còn sống và nhận chức sẽ dễ dàng giết được mình bất cứ lúc nào. Starlight cũng được nhắc đến, nhưng giờ đã được gọi là Annie khi cô công khai quay lưng lại với Homelander. Ông ta cũng nhắc rằng ngày 6 tháng 1 thì cuộc bầu cử sẽ được Quốc hội chứng nhận. Mọi người cũng biết được rằng ngày 6 tháng 1 của năm 2021 sự kiện gì đã xảy ra rồi đấy. Đó là một cuộc bạo động của người dân ngay tại Washington DC để tìm cách ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Trong phim thì cũng đã có sẵn những kẻ sẽ ủng hộ Homelander một cách cuồng nhiệt, có thể cũng sẽ làm điều tương tự. Sau đó chúng ta được gặp George Kessler. Kessler trong bộ phim này sẽ có nhiều điểm khác so với trong comic. Trong mùa 4 chúng ta chỉ biết ông ta có mối quan hệ mật thiết với Butcher từ lâu, còn trong comic thì Kessler sẽ là một nhà phân tích của CIA được Butcher thuê để thu thập các thông tin tình báo. Họ đã đề cập tới việc Butcher có khả năng đã kết thúc được Homelander, nhưng Butcher đã không làm vậy khi phải bảo vệ Ryan. Trở lại với em ở căn hộ của mình, ở phía bức tường có một tấm chân dung của Tổng thống Barack Obama.
nó đang một lần nữa thể hiện tinh tế sự chia rẽ chính trị và những ẩn ý của bộ phim. Sau đó, khung cảnh đến với nơi ở của Homelander, nơi ông ta có những giấc mơ liên tưởng tới nhiều sự việc trong quá khứ, với giọng nói của Meli rằng phải ngoan, một câu nói từ mùa thứ nhất. Rồi tới giọng nói của tiến sĩ Jonah Vogelbaum, người tạo ra Homelander, khi nói rằng ông là một thất bại lớn nhất của mình. Một cánh cửa đỏ đã hiện ra trong phòng thí nghiệm, đằng sau đó chính là Homelander khi còn bé tí, bị nuôi dưỡng như một vật thí nghiệm. Sau đó là những cảnh Homelander ra tay với những thành viên trong nhóm, bắn laser vào chuyên cơ của thị trưởng Baltimore, hầu hết toàn là những cảnh tàn sát của ông ta, những điều đó đã khiến cho ông ta phải đối mặt với những tội ác bị cáo buộc. Một trong những điều mà The Boy đã làm khá tốt, đó là cho thấy sự thiên vị của giới truyền thông ảnh hưởng sâu sắc như thế nào tới với dân thường. Những tin tức được đưa ra liên tục ca tụng về Homelander đã khiến cho nhiều người dân dần dần bị thu hút bởi sự tuyên truyền đó và rồi là hâm mộ nhóm siêu anh hùng một cách thái quá, thậm chí là còn cổ vũ cho tội giết người của họ. Điều này thì rõ ràng khá là thực tế, nó vẫn đang diễn ra cả trăm năm nay, nó luôn là mục đích dẫn dắt điều hướng dư luận theo hướng có lợi nhuận của các phe. Mình thì không muốn bàn luận tới chính trị nhiều ở đây, nó chỉ là một sự liên tưởng và ẩn ý mà bộ phim muốn truyền tải mà thôi. Homelander đang phải chứng kiến Annie chống đối mình trên truyền hình. Chúng ta cũng được nghe thấy Ashley nhắc tới việc tái thiết lại tòa tháp. Nó đang đề cập tới những thiệt hại trong cuộc giao chiến ở mùa thứ 3 tại đó đã làm cho hư hại tòa tháp. Khi đề cập tới con bạch tuộc của The Deep, anh ta đã phản biện bằng việc nói về một phụ nữ cuồng loạn bất ổn xúc phạm mình, kẻ đã ị trên giường mình. Câu này chúng ta đang biết là ám chỉ tới ai rồi đấy. Sau đó, chúng ta được gặp lại một Black Noir mới có phần vui nhận hơn. Ashley đã cảm ơn Homelander vì đã cứu mình. Nó ám chỉ tới sự cố tại trường học Cullen trong bộ phim Gen V. Nhiều nhân vật tiềm năng mới đã được ứng cử để điền vào chỗ trống cho đội. Có rất nhiều cái tên trong đó, những cái tên đã xuất hiện trong comic hoặc đã được nhắc tới trong các bộ phim trước đó sẽ bao gồm Erebo, Stander, Lady Ashley, Malchemical, Big Game, Techline trong Gen V, Divine, Biscurrier, Soul, Stalker, Airbus, Lagless, Restquick, Bistop, Black Hammer, Holy Mary, Lost Horus, Pinwheel, Groundhogs, Invisilas và Jimmy Doan. Những siêu anh hùng trong loạt phim này sẽ là Talon, Hyperion, Darkness, Doranus, Citrusy, người thông minh nhất hành tinh. Homelander đã bực tức vì không ai đưa ra một lý do thuyết phục để chọn một người và họ còn định nó đủ điều. Nó khiến cho Homelander muốn đi gặp Citrusy để có một người đủ thông minh sẵn sàng chia sẻ quan điểm thẳng thắn với mình. Sau đó, Adrian và The Deep thực hiện một quảng cáo cho chương trình gây quỹ để đối phó với phiên tòa sắp tới của Homelander khi cáo buộc đối thủ gây khó dễ và hệ thống pháp luật thì thối nát. Điều này sẽ gợi nhớ tới chiến dịch tranh cử của Donald Trump đã thành công khi đã sử dụng chính phiên tòa hình sự để kích động những người dân ủng hộ mình nhiệt tình hơn. Tiếp đến là cảnh Butcher nhìn lại tấm ảnh gia đình mình với người vợ quá cố Becca và con Bulldog Terror của họ, còn em thì đang đọc một cuốn sách về cách chinh phục chống ODC của bản thân. Điều này đã gợi nhớ lại ở mùa thứ 3, em có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này, trong khi đó thì Emily đang cố gắng tập bay với sức mạnh của mình. Butcher sau đó đã tới một cửa hàng video bỏ hoang để gặp Newman, tại đó có một quảng cáo cho bộ phim mà nhân vật chính là một siêu anh hùng của thế hệ V. Ở khung cảnh này thì có một bức hình nhóm The Seven trong một bối cảnh Halloween, khi Lem Lighter vẫn là một phần trong đội, người đã bị thay thế bởi Starlight về sau. Butcher đã yêu cầu Newman hỗ trợ mình đưa Ryan trở về, nhưng điều kiện của Newman là đưa ra tài liệu của Huey đang giữ về mình, nó có đề cập về quá khứ thực sự của cô. Trở lại căn phòng của Homelander, giờ đây không chỉ có một mà tới cả lọ tóc bạc, bên cạnh đó là một tấm ảnh đen trắng của Stormfront và người chồng quá cố của mình. Một bình sữa dành cho trẻ sơ sinh của Meli và một thanh kiếm màu đen, tất cả đều được Homelander để trong một chiếc hộp để lưu giữ. Và rồi Homelander đã tới chỗ của Citrusy để mời cô gia nhập đội. Sir đã gợi ý cho Homelander trở thành một Caesar khi tạo ra sự phản kháng để giải quyết vấn đề. Homelander đã dùng tới 3 người hâm mộ mình cuồng nhiệt để làm vật thế mạng khi đã nhẫn tâm sát hại họ và đổ cho nhóm phản đối để giảm sự uy tín của họ khi phiên tòa đã kết thúc với sự chiến thắng thuộc về Homelander. Butcher khi này đang cân nhắc thực hiện yêu cầu của Newman với các tập tài liệu. Trong tập hồ sơ này, chúng ta có thể thấy những hình ảnh đẫm máu về nhiều thi thể không còn nguyên vẹn khi cô ta đã vô tình sát hại cả gia đình mình và đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Butcher đã tiếp tục gặp các ảo giác và giờ thì chúng ta đã biết các ảo giác đó chính là Becca, người đóng vai trò như một phần lương tâm của Butcher, khiến ông đưa ra lựa chọn không thực hiện giao kèo này nữa. Và đó cũng là những chi tiết thú vị về tập thứ nhất của The Boy mùa thứ 4. Các bạn thấy tập phim này thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.